Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Video hôm nay giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe ba bánh tải trọng khoảng 1 tấn. Tải trọng khoảng 1 tấn các bạn nhé. Bộ này cầu liền này, nhíp dài 75-8 lá này. Đấy, nhíp 8 lá các bạn nhé. Nhíp 8 lá thì có chiều dài tổng thể là 70 cm, 75 cm, và một loại nhíp khác nữa là nhíp 5 lá dài 90. Nhíp này thì có tải trọng cũng ngang và độ bền thì độ dẻo hơn, giá nó đắt hơn 100. Đấy, thì chưa tính đến cái loại đấy. Phụ kiện số lùi số mạnh đầy đủ. Bánh này, bánh vành xịn các bạn nhé, vành dày này. Vành này là vành phẳng dày này, có cả loại vành hàng nhập cũng có mà vành lội cũng có các bạn nhé. Đây, tải trọng của một bánh này là 615 kg trên một bánh. Đấy, các bạn tải hơn 1 tấn là vô tư nhé. Lốp 592 hàng Kasumila. Đấy, đây lốp cao Sumila hàng xịn các bạn nhé, 12 bố, tải trọng là 1 tấn 2. Đấy, bộ này thì rất là khỏe. Số lùi số phụ, đây số lùi số phụ các đăng này. Bộ này thì các bạn nếu có nhu cầu mà chuyển sang số lùi 2 cấp thì các bạn có thể dùng cái này, số lùi 2 tầng này. Nhíp thì các bạn chở 1 tấn hơn 1 tấn thì dùng cái 8 lá, mà thi thoảng 1 tấn thì các bạn dùng cái loại 5 lá mà có cái lá dưới dày ấy, thì đi nó êm hơn, nhưng mà tải nó sẽ không yếu hơn. Đấy, cầu thì loại tambua to, tim ốc chéo 70 nhé. Đấy, cầu này cầu tambua 220 cơ, đo bên ngoài tất nhiên nó phải tầm khoảng 23-24 rồi, mà mình đo là đo lòng trong của cái tăng bua này. Đấy, cầu led chuẩn, mũi hàn gia cường này. Đấy, trục gối cầu này đầy đủ phụ kiện này. Phụ kiện nhíp này, mỗi một nhíp là 6 cao su này. Đấy, ốc chống trôi này, khoang này, mặt bích đu nhíp rất là dày nhé, nhíp dập cong còn dày nữa. Cái này 6 cm, 6 mm thôi. Nhíp 6 đến 7 ly này. Đấy, đu nhíp này, đu nhíp ốc 12 này, đu trơn ốc 12 này, ốc trơn này nó đỡ hại cao su này. Đấy, cái mo này để bắt cao su vào các bạn nhé. Cái này bình thường nhà em chỉ có nhà em mới bán cái này thôi. Đấy, bắt cái cao su này vào đây này. Đây, bắt cao su vào đây. Đấy, bạn bắt cao su vào đây, đu nhíp sẽ bắt vào đây như thế này. À, xin lưu ý nữa các bạn, nữa là cái nhíp này là nhíp bản 6 cm các bạn, chứ không phải bản 5 đâu nhé, bản 6. Còn những cái nhíp bản 5 ấy nó vừa mỏng hơn, lại vừa bản hẹp hơn, còn thằng này riêng thằng này là bản 6 cm. Đấy, trước kia có quay một bộ nhíp 7 lá nhưng mà nó chỉ là bản 5 thôi, còn riêng bộ này là trang bị nhíp nhập. Đấy, bản 7, bản 6 cm. Cầu thì có các loại từ 80 cm cho đến 1m2, các bạn tùy chọn, giá thành là như nhau. Mọi thắc mắc về giá thành xin các bạn liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.